Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. À, đi shopping kim ngân cũng tốn tiền thiệt, nhưng mà tiền đó là tiền túi em bỏ ra, không cúp không để không làm gì. Thật sự mang kim ngân về thật sự cực hơn chứ không được cái gì hết đó. Nhưng mà thật sự tụi em đang nhắn với mẹ kim ngân, thật sự bây giờ hay cô muốn ấy, cô cứ mang Kim Ngân về. Con Kim Ngân đang ở nhà con cứ mang về, con lo cho Kim Ngân đi. Tí em chỉ đơn giản, nhà như thế không ai dành chồng đó, không ai dành một người bệnh để nuôi đó, vừa mệt vừa cực nữa. Mẹ ca sĩ Kim Ngân ngậm bồ hòn làm ngọt với em họ Gia Nguyễn. Mới có một tháng mà anh đã ngán ngẩm bà chị họ này rồi, vậy mà anh không biết tiếng Nga chăm bà chị của anh đến 3 tháng mà chưa có than thở gì hết. Người ta định đưa chị Kim Ngân đi trị bệnh thì anh nhào vô giật bà chị này về. Khán giả nói anh cướp trên tay của Thiên Nga, đâu có sai đâu. Lúc đầu anh nghĩ đem bà chị này về như gà mái để trứng vàng. Trứng vàng thì anh chưa tìm thấy, mà anh chỉ thấy bà về nhà mình thêm tốn cơm, tốn sức và tốn tiền, mà tiền Mạnh Thường Quân gửi cho Kim Ngân thì không thấy đâu. Sau lên kênh truyền thông, anh có nói gia đình tụi này rất giàu, không cần tiền gì hết đó, mà mới có một tháng mà đã than tốn tiền rồi. Vậy hỏi Thiên Nga, đưa chị anh đi mua sắm, đi chơi shopping thì có tốn tiền không anh? Vậy tiền đó nuôi chị anh thì ở đâu ra? Người ta kết hợp với YouTube quay hình ảnh chị anh lên, vừa kết hợp lấy tiền đó nuôi lại chị anh. Được như vậy là may vước cho chị anh quá rồi, mà anh còn bắt bẻ Thiên Nga này nọ. Giờ bà chị này về nhà mình rồi mới cảm thấy thấm thía nỗi đau bị vu oan giá họa như thế nào. Mẹ Kim Ngân đã nói với Thiên Nga quả không sai khi Thiên Nga có nhắc tên anh. Mẹ người ta đã nói con đừng có giao du nhiều với cậu này, thôi hạ màn xuống đi con. Và mới đây nhất, người bà con của Kim Ngân đã nói về anh ta. Anh đi hỏi dì Hương và Cathy đi, rồi sẽ rõ. Tôi còn biết nhiều thứ về anh, không có người cản tôi, đã tố anh tiếp rồi. Nhưng có người khuyên tôi, chị Ngân đang trong tay anh, nên thôi, tôi im đó. Người ta còn nói người ta sợ anh, đối xử với chị Ngân y như trước đây. Anh đã từng đối xử, và người ta còn sợ lần này anh đối xử với chị Ngân còn tệ hơn lần trước nữa đó, hiểu chưa? Người ta đã có ý giữ lại cái phòng nhà chị Huyền cho chị Ngân, mặc dù chị Ngân đang ở nhà anh để làm gì, vì họ biết rằng không sớm thì muộn mọi việc sẽ y như anh đã làm trước đây. Họ không muốn chị Ngân quay về khu máy giặt, nên muốn chị Ngân có một mái nhà để đi về mỗi ngày sau này. Và họ biết rằng sẽ chẳng còn ai giúp Kim Ngân bất kỳ chỗ ở nào nữa sau những gì Thiên Nga đã trải qua. Anh có biết chị Ngân rất thích cái phòng đó, ngay cả việc họ muốn giữ cái phòng lại cho chị Kim Ngân mà cũng khó khăn. Bọn anh dùng mọi thủ đoạn để đả kích Thiên Nga, bọn anh đánh mất lòng tin cuối cùng của Thiên Nga. Thiên Nga sợ đến nỗi không dám giữ cái phòng, thì hỏi có ác hay không. Miệng anh thì bảo thương yêu chị Ngân, nhưng toàn bộ những việc anh làm đều ngược lại. Anh biết chị Hương đã già không giúp được chị nhiều, và Cathy thì ở quá xa, và chị Ngân chỉ muốn sống ở Bonsa, nên anh mặc sức tung hoành ngang dọc. Tôi, Cathy, dì Hương và mọi người đều biết điều đó, phần nào hé lộ câu chuyện về quá khứ của gia đình mẹ nữ ca sĩ và người cháu họ này. Gia Nguyễn đã phản biện lại rằng mẹ của nữ ca sĩ không bao giờ nhắn tin nói gì với anh ta hết, thì làm sao cô Hương dám mở miệng ra chửi thẳng vô mặt anh khi mà con gái mình đang ở trong tay anh ta và tùy vào quyền sinh sát của anh ta. Như mới đây nhất, trước những thước phim mà ekip của Gia Nguyễn giấu không muốn cho ai thấy hình ảnh xấu về chị mình, thì vô tình có một khán giả đã quay được cảnh Kim Ngân đi lang thang trên phố và vẫn chửi bậy. Và cũng có một số khán giả bắt gặp Kim Ngân cũng chửi bậy và họ không dám lại gần. Thì những ngày ở nhà Gia Nguyễn có thực sự một bầu trời bình yên như Gia Nguyễn và ekip của anh từng nói hay không? Và cô Hương bây giờ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Thằng Gia định lấp liếm phòng của Kim Ngân ở nhà chị Huyền, nhưng ra tay trễ quá vì Thiên Nga nhanh tay trả phòng và lấy đồ về cất. Thấy mất trắng rồi nên giờ nó nhả ra. Kim Ngân giờ có về khu máy giặt ngủ thì khán giả cũng chả còn quan tâm sự sinh tồn của Kim Ngân nữa đâu. Chén nước đổ đi, làm sao hốp lại cho đầy. Kim Ngân lòng tham cái nhà nhiều tiền mà nỡ quay lưng với Thiên Nga, người đã hết lòng, hết cả cái tâm huyết để lo cho mình, chờ nhận hậu quả là đây. Vậy con gái của Kim Ngân đâu, sao không lo cho mẹ mình đi? Người ta lo lắng hết sức rồi, như đó đã đủ lắm rồi. Giúp Kim Ngân khó quá, vì Kim Ngân không nghe ai trong gia đình mà chỉ tin theo Gia Nguyễn, trong khi Gia Nguyễn lại là kẻ ngang ngược, vô đạo đức, không biết xót thương cho người họ hàng của mình là Kim Ngân, mà chỉ dùng Kim Ngân để chống chế mẹ ruột, em ruột Kim Ngân và hãm hại người nào muốn giúp Kim Ngân. Kim Ngân thông minh đến điên cuồng,
cô ấy biết phải kiếm lời ở đâu. Đừng quay lại Kim Ngân. Cô ấy không xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ của Kim Ngân quá nông nổi. Không ai trên thế giới cho một cái gì đó mà không có lợi ích. Có một người tốt có thể làm điều đó là Thiên Nga. Nếu tôi là mẹ của Kim Ngân, sẽ không nói rằng có một ngôi nhà mang tên con trai của bà. Điều đó cho thấy bà chỉ tập trung vào một lợi ích. Tôi đã nói điều đó ngay từ đầu và nó đang diễn ra ngay bây giờ. Thiên Nga nên quay trở lại sự nghiệp của mình. Đừng để ý đến Kim Ngân đã phản bội. Công việc kinh doanh của Gia Nguyễn sắp đi xuống. Anh ta có tiếng xấu. Ai muốn đối phó với một người không trung thực và nhân cách kinh khủng. Tội nghiệp Kim Ngân, nhưng Thiên Nga phải buông tay thôi. Chuyện của gia đình này để họ tự giải quyết. Vấn đề và trách nhiệm không nên làm ơn mắc oán. Bây giờ là lúc cả gia đình đoàn kết chăm sóc cho Kim Ngân rồi đó. Phần Thiên Nga vẫn còn thương Kim Ngân lắm đó. Nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đến lúc Thiên Nga hãy quay về gia đình nhỏ của mình và rất nhiều kế hoạch cho tương lai của cô. Mong từ sau này Thiên Nga và gia đình có cuộc sống an yên hạnh phúc. Hạnh phúc là biết đủ. Thiên Nga ơi, chiên đã hết. Dừng lại là ok nhất. Em quay lại với Kim Ngân là thêm một lần đại họa đến với em. Do Kim Ngân tự tạo nghiệp, coi như bà này nghiệp nặng quá. Không trách ai được. Kim Ngân không thần kinh mà Kim Ngân tự tạo cuộc đời của bà thôi. Theo quan điểm của Gia Nguyễn là không xâm phạm quyền tự do. Nên nếu chị Kim Ngân có quay lại khu máy giặt sống, cảnh lang thang thì hắn cũng cho chị trở lại cảnh đó thôi. Tiếp tục, các con của chị nên có cách đưa mẹ về chăm sóc, tình cảm ruột thịt vẫn hơn. Để đến khi mẹ không còn thì hối tiếc lắm. Trên đời chỉ có một mẹ thôi. Nếu bà Hương biết đau khổ và đoán được con gái bà là Kim Ngân sẽ tiếp tục khổ khi về ở nhà tên gia, thì bà phải lên tiếng như thế nào chứ? Cũng tại bà tin vào lời hứa bà xạo của tên áo vàng mua nhà, nên giờ đây bà phải nhận hậu quả thôi. Gia đình Kim Ngân nghe nói có cái nhà thì biểu hiện quay lưng với Thiên Nga rồi. Ông trời đã khiến chuyện này xảy ra như vậy để biết lòng người, để Thiên Nga tránh xa gia đình này. Cho nên Thiên Nga đừng bao giờ đụng vào chuyện giúp gia đình này nữa.